Từ hồi làm TikTok đến bây giờ, hôm nay mới được nhận quà các bạn ạ. Xem cái gì nhá? Ui, chào Sài Gòn Cúc này. Thấy người ta được tặng quà nọ quà kia, mình thì chả có cái vẹo gì. Tủi thân ghê gớm. Thế là hôm nay được thỏa mãn nhá. Khiếp, cảm động rớt nước mắt. Mà tôi phải thử luôn cho lò nóng. Bác nào đam mê khoai lang mà lại thích kéo sợi phô mai thì bơi hết vào đây. Vỏ bánh tôi làm bằng bột năng nhá. Công thức làm thì như làm trân châu thôi. Cho nước sôi vào bột năng rồi nhồi kỹ, xong thì cán ra. Nhiều bác cứ trách tôi là làm video mà không nói nguyên liệu. Mà tôi thì thấy toàn những nguyên liệu hàng ngày, thế nên tôi nghĩ ai cũng biết rồi nên không nói. Các bác làm thử đi, ngon lắm.